Nvidia hé lộ loạt các đồ họa đầu bản cực mạnh, hiệu năng bỏ xa RTX 3090 Ti, giá bán gần 40 triệu đồng. Đây đều là các GPU đầu bản mới nhất của Nvidia, mang đến công nghệ xử lý đồ họa ray tracing thế hệ thứ 3 cùng hiệu năng xử lý mạnh mẽ. Sau một thời gian úp mở, rạng sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022, Nvidia, hãng sản xuất các đồ họa GPU lớn nhất thế giới, đã chính thức hé lộ một loạt mẫu GPU đầu bản của dòng RTX 4000 dành cho PC chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. Sử dụng kiến trúc đồ họa A đôi lớp hoàn toàn mới, GPU đầu tiên được Nvidia hé lộ chính là RTX 4090. Được coi là mẫu GPU mạnh nhất từ trước đến nay của hãng, RTX 4090 được cho là có hiệu năng mạnh hơn từ 2 đến 4 lần RTX 3090 Ti, mẫu GPU từng nắm giữ danh hiệu đầu bảng trước đó của Nvidia. Được trang bị dung lượng bộ nhớ 24GB chuẩn G6X, RTX 4090 dự kiến sẽ ra mắt vào 12/10 tới đây với giá bán lên tới 1.599 USD. Cùng với RTX 4090, RTX 4080, một mẫu GPU đầu bảng khác với hiệu năng kém hơn cũng chính thức được Nvidia hé lộ vào tối qua. Với hai phiên bản có dung lượng bộ nhớ VRAM khác nhau được trình làng 12GB và 16GB đều sử dụng chuẩn VRAM là G6X. Theo Nvidia, RTX 4080 được cho là mạnh hơn từ 2 đến 4 lần so với mẫu GPU đầu bảng của dòng RTX 3000 là RTX 3080 Ti. Với phiên bản 12GB, giá bán của RTX 4080 sẽ là 899 USD. Trong khi đó, giá bán của phiên bản 16GB sẽ là 1.199 USD. Tuy nhiên, trái với RTX 4090, Nvidia vẫn chưa ấn định ngày ra mắt chính thức của hai phiên bản RTX 4080. Theo kế hoạch, mẫu GPU này sẽ ra mắt vào khoảng thời gian tháng 11. Trong buổi giới thiệu, ông Jensen Huang, CEO của Nvidia, cũng chia sẻ chi tiết về các tính năng trong kiến trúc đồ họa của dòng RTX 4000. Theo đó, RTX 4000 sẽ được trang bị công nghệ xử lý hiệu ứng đồ họa Ray Tracing RTX thế hệ thứ 3, mang đến các khả năng tái tạo các hiệu ứng ánh sáng, độ bóng chân thực hơn so với dòng RTX 3000 và 2000. Song song đó, dòng RTX 4000 cũng được tích hợp phiên bản mới nhất của công nghệ xử lý hình ảnh bằng Deep Learning Super Sampling (DLSS). Cách hoạt động của DLSS 3 vẫn giống như các phiên bản DLSS trước, khi các khung hình của game và các ứng dụng đồ họa sẽ được dừng render ở độ phân giải thấp hơn độ phân giải màn hình người dùng. Sau đó, các khung hình này sẽ được tăng độ phân giải bằng thuật toán Deep Learning, vốn có sự hỗ trợ của nhân Tensor có tích hợp sẵn trên GPU, mang tới chất lượng hình ảnh hoàn toàn tương đương so với khi xuất hình ở độ phân giải Native Resolution kèm theo hiệu năng tốt hơn rất nhiều. Với riêng DLSS 3, công nghệ này sẽ tiếp tục được Nvidia tối ưu về mặt công nghệ xử lý, mang đến chất lượng hình ảnh có độ sắc nét cao hơn và hiệu năng tốt hơn các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, DLSS 3 sẽ chỉ độc quyền trên dòng RTX 4000. Tham khảo IGN, WCCFTCT. Cảm ơn đã xem tin và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức mới trên kênh.